dậy rồi hả? Sao không ngủ thêm chút nữa? Mình không ngủ được. Bạn cứ ở lại đêm nay, rồi sáng mai về thành phố nha. Cứ vậy nha. Sao vậy? Mình đã kể hết chuyện của mình cho bạn nghe. Không lẽ bạn không tin mình sao? Mình tin chứ. Nhưng nơi đây không phải là chốn dung thân của bạn. Chỗ của bạn là bên gia đình của bạn và những người thân của bạn kìa. Mọi thứ đã đổ vỡ hết rồi. Mình sợ phải về nhìn những người mình yêu thương. Đau khổ vì mình bạn à. Cho mình ở đây với bạn một thời gian nha. Mình xin bạn đó. Nếu bạn không cho, mình sẽ tìm nơi khác. Chứ mình không quay về đâu. Mình sợ phải đối mặt với cha con anh ấy. Hãy ở lại đây với mình. Thiên nhiên và con người ở đây sẽ giúp bạn thêm năng lượng sống để đối diện với mọi điều trắc trở. Thôi bạn ra rửa mặt đi rồi rang sáng. Bây giờ mình phải đi có chút việc. Con chở con đi học nữa ba. Dậy đi mà ba. Con kêu cô Thu rồi con đi học đi. Ba ngủ một chút. Hôm nay cô Thu nghỉ mà. Ba còn không nhớ nữa hả ba? Đi mà ba. Hôm nay cô Thu nghỉ rồi. Dậy đi ba. Ủa, hôm nay cô Thu nghỉ hả con? Dạ. Thôi con qua phòng lấy tập đi. Ba vô rửa mặt thay đồ xong á, ba đưa con đi. Dạ. Nha. Ba cột tóc giùm con ba. Ba đâu có biết cột tóc. Thường bữa con cột làm sao thì bây giờ con cột vậy đi. Cột được đâu. Mọi ngày má cột cho con mà. Ba cột giùm con đi ba. Cột giùm con đi ba. Được rồi, con ngồi đó đi. Để ba cột cho con coi nha. Đưa thun cho ba. Ba phải hách hai bên cơ. Trời ơi, ba đâu có biết tách hai bên. Con thích hai bên. Rồi, hai bên thì hai bên. Ba phải tết đôi sam cơ. Nhưng mà ba đâu có biết tết đuôi sam. Con thích đuôi sam. Con thích á thì đến cô giáo kêu cô giáo làm cho. Như vậy đẹp rồi. Ba ơi, hôm nay má về đúng không ba? Cái này thì ba. Má có về không ba? Chắc là má có về. Ba, hôm nay mình ăn gì hả ba? Thì ăn hủ tiếu đi rồi ba đưa con đến trường. Con thích ăn hủ tiếu, con thích ăn bánh mì ốp la. Mọi ngày má thường làm cho con ăn mà. Hôm nay con ăn hủ tiếu đỡ đi. Trễ giờ làm ba rồi. Con không chịu, con không chịu. Trời ơi, rồi 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 rồi. Bánh mì ốp la, đi. Bạn cứ khóc đi. Mình hiểu tâm trạng của bạn lúc này.
Mình nhớ con bé quá Thùy Dương à. Ước gì được ôm con vào lòng trong lúc này. Không hiểu giờ nó như thế nào. Đừng khóc nữa Lan Hoa. Bạn không gọi điện thoại cho con đi. Mình không thể. Mình không chịu nổi khi nghe giọng nói của nó. Chắc chắn nó sẽ khóc khi nghe được tiếng của mình. Mà bạn nhớ, đừng cho ai biết mình ở đây nha. Mình cần thời gian để nhìn nhận lại mình. Mình hiểu. Giờ bạn ra ngoài với mình đi. Mình đưa bạn đi thăm một vài nơi cho nó khuây khỏa. Mình không muốn đi đâu hết. Đi đi bạn. Mình không muốn bạn như thế này. Đi đi mà Lan Hoa. Đi. Vậy chiều nay má sẽ về nhà đúng không ba? Ừ, chắc là má sẽ về. Con vô học đi, bạn con và cô giáo đợi kìa. Dạ thưa ba, con đi học. Ừ. Con chào cô. Ừ, cô chào Tú Lan nha. Thôi, mình vào lớp đi con. Ba xin lỗi con gái. Ba sợ, ba không thể. Mình về thôi Lan Hoa. Ừ, đi. Đó là mộ của cha mình và anh ấy 6 năm về trước, trong một chuyến đi biển. Cơn bão đã nhấn chìm hết tất cả. Không một ai trên con thuyền còn hy vọng sống sót. Mình xây 2 ngôi mộ này, thỉnh thoảng ra đây để thắp nhang cho cha và anh ấy. Lan Hoa biết không? Nhóm đền tháp Chăm Bô San Nư này á, được xây dựng từ thế kỷ thứ 9 thuộc phong cách Hòa Lai. Với nghệ thuật kiến trúc truyền thông tinh tế và độc đáo, mang đậm dấu ấn thời kỳ hưng thịnh của Vương quốc Champa. Những lúc rảnh rỗi mình thường tới đây. Sao bạn vì lâu vậy? Mình luôn cảm thấy hối hận về việc làm của mình. Mình xin các vị thần linh thiêng che chở và tha thứ cho mình. Các đấng thần linh sẽ chứng giám cho lòng thành của bạn. Dạ, mời anh chị ạ. À. Cảm ơn em. Dù em có nói gì, anh cũng không thể chấp nhận được vợ mình đặt lòng với một người khác. Em có biết nó làm anh đau lòng như thế nào? Em không có bao biện cho cô ấy đâu anh. Nhưng em dám khẳng định là cô ấy chưa đi quá giới hạn. Cô ấy đã biết mình sai và hối hận.
ngoại tình là cứ gì, nói chung đụng thể xác. Người phụ nữ khi không còn yêu chồng yêu con, có suy nghĩ hướng về kẻ khác. Em có biết người ta gọi đó là gì không? Là ngoại tình tư tưởng đó. Ai chẳng có những phút sai lầm. Cái quan trọng là người ta có nhận ra mình sai và chịu sửa sai hay không mà thôi. Anh có nghĩ khi người vợ lạc lòng thì người chồng cũng có một phần lỗi trong đó không? Liệu anh đã thực sự quan tâm và dành thời gian cho cô ấy không? Anh chẳng có lỗi gì cả. Phụ nữ muốn ngoại tình thì thiếu gì lý do. Nè, vậy còn cô Hồng Loan thì anh để cho ai hả? Vừa nói đến tên thì đã gọi điện đến rồi. Chán thiệt. Alo. Em có chuyện quan trọng muốn gặp anh ngay bây giờ. Anh ghé nhà nha. Anh nghĩ bây giờ chúng ta không còn gì để nói cả. Em hãy giữ gìn sức khỏe và sống vui vẻ. Chào em. Giữa anh và cô ta đã chấm dứt lâu rồi. Anh không yêu cô ta nữa. Lăng Hoa cũng vậy. Anh hãy rộng lòng tha thứ cho cô ấy, như cô ấy đã rộng lòng tha thứ cho anh. Anh vẫn còn yêu cô ấy, và Lan Hoa cũng còn yêu anh. Đừng vì một phút tự ái mà anh lại đẩy con cái vào cảnh có cha thì thiếu mẹ, mà có mẹ thì thiếu cha. Tự ái không có chỗ trong tình yêu và trong gia đình đâu anh. Anh cũng rất đau lòng khi nhìn thấy Tu Lan nhớ mẹ đến không ngủ được. Anh đã tìm cô ấy ở khắp nơi, nhưng mà anh vẫn không tìm được. Có lẽ cô ấy đã đến nhà một người bạn nào đó. Để em dò hỏi rồi báo lại cho anh nha. Ừ, vậy đi. Em giúp anh nha. Thôi, em về trước nha. Em chào anh. Chào em. Diệu Linh à, Tuấn Tú chồng em hình như có... Chồng em sao vậy anh? Ý anh hỏi là anh ấy có khỏe không? Hôm nào anh rủ nãy đi nhậu mà. Chị mà anh cứ làm em lo. Dạ, chồng em khỏe. Em sẽ chuyển lời hỏi thăm của anh tới anh ấy. Chào anh. Ừ. Dạ, để tôi. Trinh, anh có chuyện muốn nói với em nè. Rất tiếc, em đang rất bận. Em phải ra sân bay đây. Khoan đã, em đi đâu sao không bàn với anh? Em là sếp của anh, đi đâu làm gì là quyền của em. Anh cho em cái lý do để mà em báo cáo với anh đi. Vì chúng ta là... Chẳng là cái gì hết. Mọi việc kết thúc rồi. Anh về với vợ con anh đi. Khoan đã em. Đừng bao giờ suy nghĩ em là nhân tình của anh. Để khi anh chán cơm thì tìm tới phở. Quên chuyện đó đi. Em à, anh thề của trời đất, chưa bao giờ anh có suy nghĩ như vậy về em cả. Em là tình yêu, là tất cả của đời anh mà. Anh chứng minh đi, cho em thấy những gì anh nói là sự thật đi. Còn nếu không, chúng ta kết thúc. Phương Trinh, nghe anh nói đã. Phương Trinh, vợ anh là Diệu Linh đã cắm sừng anh, chia buồn cùng anh. Dớ dẫn. Xin lỗi, ai mới gửi tin nhắn vào máy của tôi vậy?
Tôi tới rồi, cô đâu? Tôi không đến được, nhưng tôi đã nhờ một người đàn ông đến gặp anh. Anh ta đang vào quán đó. Anh dùng gì vậy? Một ly cà phê đá. Dạ. Anh có phải là Tuấn Tú không? Đúng rồi. Có người nhờ tôi đưa anh cái này. Cho tôi hỏi cô ta là người thế nào? Đẹp và sexy lắm. Cảm ơn anh. Trò dớ dẫn. Tôi đã nhận được rồi. Cô muốn gì đây? Tôi chỉ muốn giúp anh. Giúp tôi hả? Vì vợ tôi ở trong ảnh hả? Anh lo chuyện của nhà anh đi. Đừng có để vợ đi cướp người yêu của người khác. Đừng để vợ đi cướp người yêu của người khác. Xem ra cô là người yêu của anh ta rồi. Tôi còn lạ gì mấy cô gái như cô nữa. Nhưng mà dù sao tôi cũng cảm ơn cô. Dớ dẫn. Bằng chứng để rồi. Tốt lắm. Thuận. Ừ? Ê, còi con cá kia to lắm kìa Thuận. Cho ăn đi Thuận. Vô nhà đi Uyên. Vô nhà hả? Ừ. Vô nhà đi. Thuận có món quà đặc biệt cho Uyên nè. Ừ. Ủa, có phải là cái ly mà tụi mình cùng làm không Thuận? Uyên coi kỹ đi. Có thấy tên Uyên trên đó không? À, đúng rồi nè. Hay quá Thuận ơi. Uyên uống đi. Ừ. Hình như cái ly này làm cho cà phê ngon hơn hay sao á. Phải không đó? Thiệt mà. Uyên thấy bữa nay cà phê thơm thiệt là thơm. Ngon thiệt là ngon vậy đó. Không tin Thuận uống thử coi. Thuận cũng thấy ngon thiệt đó. Cà phê Sơn Dương uống không bằng đâu đó. Mà Thuận biết sao không? Công nhận á, làm về mệt, ngủ ngon ghê á, không còn mộng mị gì hết. Chắc Uyên phải về đây ở luôn quá Thuận ơi. Hôm trước, khi đi về đây, má Uyên có nhờ Thuận nói với Uyên. Bác rất thương nhớ Uyên. Và bác mong Uyên về sớm. Trốn chạy hay quán trách bản thân mình, đó đều là những cách làm và suy nghĩ tiêu cực Uyên à. Uyên hiểu. Nhưng Uyên cần thêm thời gian để tự tha thứ cho bản thân mình. Thuận sẽ ở bên Uyên cho đến khi nào Uyên cảm thấy bình an. Không ngờ nhìn bà Linh vậy mà ghê quá ha. Ừ. Thôi mình coi tiếp đi.
Chào chị Bình, chào Thư. Hôm nay hai người sao mà nhìn em kỳ vậy? Tối hôm qua em làm việc tới mấy giờ mới xong vậy Linh? Dạ, gần 12 giờ em mới làm xong. Báo cáo em gửi mail qua cho chị rồi mà. Mà có chuyện gì vậy chị? Sao khuya dữ vậy chị? Chỉ là hai bản báo cáo thôi mà. Đúng, đáng lẽ là xong sớm. Nhưng không hiểu sao có người xóa hết dữ liệu của chị, nên chị phải nhập lại từ đầu. Nhưng mà hôm nay hai người sao vậy? Có chuyện gì kỳ vậy chị? Em lại đây mà xem nè. Con bé Thu Hương này, nó nghĩ gì không biết nữa. Sao nó lại xấu xa như vậy ta? Chị và Thư muốn nghĩ gì thì nghĩ, muốn hiểu gì thì hiểu. Em không thích Thanh Minh. Em với anh Tùng hoàn toàn trong sáng. Thôi làm việc đi em. Thuận thích câu cá lắm hả? Ừ, đó là sở thích của Thuận từ nhỏ. Câu cá làm cho Thuận cảm thấy rất thư thái, và nó tập cho Thuận thêm lòng kiên nhẫn. Ý Thuận nói là Uyên đang thử thách lòng kiên nhẫn của Thuận phải không? Uyên không có ý đó đâu. Không, Thuận không có ý đó đâu. Thuận cầm đi, để Uyên câu thử coi. Uyên cầm câu cho Thuận nha, nhẹ nhẹ thôi nha. Uyên, Uyên, cắn rồi kìa. Ủa, đâu có gì đâu. Chị Diệu Linh, giám đốc tài chính muốn gặp chị. Chị, vậy là làm sao? Chị cũng không biết nữa. Thôi, đi làm việc đi. Rõ ràng là có tình ý với nhau mà. Bà Linh này nhìn vậy mà ghê thiệt. Chắc gì người trong clip là chị ấy. Không bả thì còn ai nữa. Mời vào. Xin lỗi Linh, anh đã đẩy Linh vào tình huống khó xử này. Linh có biết ai làm chuyện đó không? Theo như anh tìm hiểu, tối qua người rời khỏi công ty cuối cùng là cô Thu Hương. Anh Tùng, đừng có bận tâm tới cái clip đó. Và cũng chẳng cần quan tâm tới ai đã quay nó làm cái gì. Chúng ta chỉ cần giữ mình trong sáng, ngay thẳng. Còn ai muốn nói gì, nghĩ gì, kệ người ta. Anh thật sự khâm phục em. Nếu không có việc gì nữa, em xin phép về làm việc của mình đây. Chào anh. Chào em.
Nè, con có muốn đi ăn kem không? Ba đưa con đi. Dạ không. Hay là mình đi ăn KFC rồi mình đi đâu chơi ha? Dạ không, mình về nhà đi ba. Tại vì con nhớ má lắm. Ba ơi ba, lẹ lên ba, con đói lắm rồi. Được rồi, chờ ba chút xíu, ba ra liền. Xong rồi đây. Để ba bới cơm con ăn nha. Dạ. Nè, thử tài nấu nướng của ba coi có ngon không nha. Dạ. Ăn đi con. Ủa, sao vậy con? Ba nấu mặn quá, ba nói không ngon bằng má con không ăn nổi. Ba lỡ tay bỏ nhiều muối. Thôi, con cố ráng ăn đi nha. Dạ. Ba ơi, tối nay má có về không ba? Mà má không về là con không ngủ đâu. Con ăn đi, rồi tối má con về mà. Dạ. Mặc áo vào đi Lan Hoa, trời lạnh đó. Mình về thôi Lan Hoa. Bạn về trước đi. Mình muốn ngồi đây thêm một lát. Đừng tự làm khổ mình. Mình biết bạn rất yêu chồng yêu con. Anh Hân rất yêu bạn. Mình tin là anh ấy sẽ tha thứ cho bạn. Bạn có nghĩ vậy không? Mình không biết. Mình sợ phải đối diện với anh ấy. Thôi bạn về trước đi. Mình muốn ở lại đây một mình. Tường sẽ suốt đời ấm nồng, tường sẽ vững vàng nẻo đường tình chung. Đường trăm năm ấy ân, nào có ai ngờ bão bùng ngày kia ập đến làm mình rẽ đôi đường. Chìm trong nát tan đời mình ngã nghiêng mọi người lối đi riêng. Còn đâu những đêm dịu êm ấp ủ với môi nồng. Còn đâu những đêm bình yên vỗ về tay vơi. Một thoáng cơn mê nào đang xóa nhòa những ân tình gửi trao chất chiều bằng cả thiết tha. Cô ấy đi rồi phải không? Vì cô ấy yêu anh cho nên tôi bỏ cuộc. Chứ thật ra anh không xứng đáng với tình yêu của cô ấy. Có thể tin những điều cô ấy nói hay không? Điều đó chỉ là cảm xúc hay là... Thường sẽ suốt đời ấm đầy. Ngay cả hắn ta cũng khẳng định là cô ấy yêu mình chứ không yêu hắn. Đường trăm năm ấy ân, nào có ai ngờ bão bùng. Phải, mọi quyết định là ở mình. Còn đâu những đêm dịu êm ấp ủ với môi
có cơn mê nào đang xóa nhòa những ân tình gửi trao chất chiều bằng cả thiết tha. Về đi, có phải chúng mình đang lạc lối? Trái tim còn trái ngang vượt qua cơn thử thách. Sao ăn ít vậy? Không học khẩu vị của bạn hả? Không phải vậy đâu. Mình nhớ Tú Lan quá. Không biết giờ này con bé đã ăn uống gì chưa? Mình chưa bao giờ xa nó quá 2 ngày. Xin lỗi Lan Hoa, mình không thể làm theo ý bạn được. Alo Diệu Linh hả? Mình Thùy Dương đây. Sao hôm nay bạn dậy sớm vậy? Không phải hôm nay, mà ngày nào cũng vậy. Mình không hiểu. Sáng nào mình cũng dậy thật sớm. Mình hy vọng trong số những người đi chài có cha và anh ấy. Nhưng chẳng phải bạn đã nói tất cả đã mất tích, không còn một ai trên con thuyền đó sống sót hay sao? Mình không biết. Mình tin vào một phép màu nào đó. Giờ mình hiểu tại sao bạn không muốn rời khỏi nơi này. Tú Lan, con sao vậy? Con đói quá ba ơi, ba có gì cho con ăn không ba? Con nói hả? Chờ ba chút nghe. Con ăn đỡ chú nha.
Dạ con không ăn chuối. Vậy chứ giờ con muốn ăn gì? Con muốn ăn bánh mì. Bánh mì giờ này làm gì có? Trưa rồi mà. Hay là thôi con chờ ba nấu cơm nghe. Thôi nấu cơm thì lâu lắm. Alo. Dạ anh Hưng, em Diệu Linh đây ạ. Có tin làm quà phải không em? Dạ, dạ có. Anh còn nhớ Thùy Dương không? Cô bạn học cấp 3 của tụi em đó. Lần qua đang ở nhà cô ấy. Để bây giờ em nhắn địa chỉ sang cho anh nha. Vậy hả? Cảm ơn em nhiều. Dạ không có chi. Chúc anh và Lan Qua hạnh phúc. Chào em. Con ơi, má sắp về rồi đó. Vậy hả ba? Chị gửi địa chỉ cho anh Hưng rồi. Hy vọng là gia đình của Lan Qua sớm được đoàn tụ. Chị ấy lại về làm việc với tụi mình ha. Trời, có mỗi cái báo cáo mà làm hoài cũng chưa xong nữa hả? Linh nè. Dạ. Từ ngày mai á, em sang bộ phận hành chính làm nghe. Công việc của em á, để chị với lại Thư sẽ gánh. Ủa, sao kỳ vậy chị? Sao tự nhiên em lại bị chuyển công tác vậy? Chị có biết đâu, lệnh từ giám đốc mà. Hay là giám đốc thấy chị làm việc ngoài giờ nên sót. Em thôi đi. Chị, em quen với công việc của mình rồi. Ngoài ra em cũng đâu có mắc phải sai sót gì đâu. Chị không thể nào chuyển công tác của em được. Đề nghị chị cho em làm tiếp công việc của mình nha. Có phải quyết định của chị đâu Linh. Mà nếu làm việc bên hành chính thì cũng tốt chứ sao. Em có nhiều thời gian hơn, khỏi đi làm ngoài giờ. Thôi được rồi, để em sang kiến nghị với giám đốc. Chị Linh. Bây giờ chị sướng ghê đó nha. Chị nổi tiếng khắp cả công ty vì được giám đốc quan tâm hết mình. Chị phải cảm ơn em mới đúng. Nhờ có em mà chị mới nổi tiếng được vậy đó. Ờ, chị nói vậy em không hiểu. Không quá khó để biết được ai đã dở cái trò ném đá vô tay đó đâu em. Chào em. Nhìn cái gì mà nhìn? Chào giám đốc. Giám đốc vui lòng cho tôi vài phút để kiến nghị được không ạ? Mời Linh ngồi. Có việc gì Linh cứ nói đi. Tôi xin hỏi giám đốc, tại sao lại chuyển công tác của tôi? Tôi đã sai phạm trong công tác chuyên môn hả? Thực ra là... Xin vui lòng cho tôi biết lý do. Tôi không chấp nhận những lý do không chính đáng. Tôi là giám đốc công ty. Nhiệm vụ của tôi là tạo điều kiện cho nhân viên làm việc tốt hơn. Tôi cho rằng nếu để việc công ty ảnh hưởng đến cuộc sống của gia đình nhân viên thì họ không thể làm tốt hơn được. Cảm ơn anh đã quan tâm. Nhưng tôi không muốn việc của gia đình ảnh hưởng tới việc của công ty. Xin anh thu lại quyết định của mình giùm. Cảm ơn anh. Thùy Dương ơi! Thùy Dương! Con chào cô! Chào em! Đi tìm má con! Dạ! Lẹ lên anh! Sắp tới chưa cô Dương? Sắp tới rồi con! Trời ơi! Sao lâu dữ vậy?
vậy? Ráng lên coi. Má con kìa. Đến chỗ má đi con. Thường sẽ suốt đời ấm nồng. Lan Qua. Má chạy rồi ba. Nẻo đường tình chung. Lan Qua. Đường trăm năm ái ân. Lan Qua. Nào có ai ngờ bão bùng ngày kia ấp đến làm mình. Lan Qua. Sẽ đôi đường. Lan Qua. Lan Qua. Lan Qua. Đời mình ngã nghiêng. Lan Qua. Người lối đi. Ra. Anh tìm em làm còn gì? Em không xứng đáng đâu. Anh hiểu hết rồi. Đó là những giây phút lạc lòng của em thôi. Nhưng em không thể tha thứ cho mình được. Trước đây anh cũng đã từng như vậy. Em đã từng tha thứ cho anh đó. Một thoáng cơn mê nào đang xóa nhòa những ân tình gửi trao chất chiều bằng cả thiết tha. Vì đi chúng mình đang lạc lối. Con gọi kìa em. Trái tim con khóc như con thơ thúc. Mình hãy tìm nhau để hàn gắn lại những đồ vỡ. Hãy chung lòng vượt qua bão giông, vượt qua trái ngang, vượt qua cơn thử thách. Mình về nha Thùy Dương. Ừ, bạn về đi. Anh cảm ơn em. Dạ, đâu anh có về gì nha. À, anh dẫn con ra xe trước đi. Mình đi em. Đi con. Dạ. Chào em. Hay bạn về thành phố với mình đi. Với khả năng của từ bạn từ thôi con. Mình tin là bạn sẽ tìm được một công việc tốt hơn. Nếu có khó khăn gì mình sẽ giúp đỡ. Bạn thừa biết là mình không thể rời xa nơi này mà. Ừ, mình hiểu. Thỉnh thoảng về với mình nha. Ừ. Nhớ kêu Dụ Linh đi cùng. Bạn có một gia đình hạnh phúc. Hãy cố gắng giữ gìn nha Lan Hoa. Mình về nha. Sao con lại đứng đây mà không đi vô nhà vậy con? Má ơi, ba sợ lắm. Con vô đây với má. Anh về lâu chưa vậy? Sao không cuốn gói theo trai đi? Bộ trở về cái nhà này làm gì nữa? Đúng Hùng, con đi vô nhà đi. Để má nói chuyện với ba. Dạ. Thank you.
Anh nói cái gì lạ vậy? Em không có hiểu. Đồ đàn bà chắc nít lăng loàn. Cô xem đi. Cái gì đây? Cô giải thích sao về mấy tấm hình này? Tôi không ngờ một người như cô lại lăng loàn như vậy. Anh nỡ lòng nào nói với em những lời phũ phàng như vậy sao? Suốt 7 năm qua em chung sống với anh, lúc nào em cũng một dạ một lòng chung thủy. Vậy mà anh không tin? Anh lại đi tin vào những tấm hình này hả? Cô thôi nghe cái trò đạo đức giả thủy chung giả của cô đi. Tối qua cô đã ở đâu? Làm gì với thằng đó? Hả? Cô và thằng đó đã làm gì sau lưng tôi? Nói mau! Nè, cô nói đi! Nói mau! Nói! Hả? Hả? Nói đi! Tại sao? Hả? Cô đã làm gì vậy đó? Mà má đâu? Má! Bây giờ cô định lôi thằng bé vào để che đậy cái sự lăng loạn của mình. Cô khá lắm. Anh thôi ngay đi, đừng có làm con hoảng sợ. Chúng ta không nên cãi nhau trước mặt con. Mọi chuyện không có như anh nghĩ đâu. Rồi từ từ em sẽ giải thích mà. Cô sợ con biết được cô xấu xa thế nào hả? Trước sau gì nó cũng biết thôi. Còn riêng tôi quyết định rồi, tôi sẽ ly hôn. Ly hôn hả? Tại sao lại phải ly hôn? Em đã nói rồi, đây chỉ là hiểu lầm thôi mà anh. Anh phải tin em. Em không làm gì có lỗi với anh và con cả. Anh phải tin em chứ anh. Tin cô hả? Cô biểu tôi lấy cái gì tin cô đây? Trong khi cả công ty của cô, ai cũng biết được là tên giám đốc đó đang tán tỉnh cô. Giữa ban ngày ban mặt, hai người còn nắm tay nhau. Thì đêm xuống, hai người còn làm cái gì nữa? Anh... Các người có vào khách sạn hay không, làm sao tôi biết được? Tôi muốn ly dị cô, một người vợ lăng loạn. Trời ơi, anh lại nghĩ tôi là người như vậy sao? Anh điên thật rồi. Tường sẽ suốt đời ấm nồng, tường sẽ vững vàng nẻo đường tình chung. Đường trăm năm ấy ân, nào có ai ngờ bão bùng ngày kia ập đến làm mình rẽ đôi đường. Chìm trong nát tan đời mình ngã nghiêng mọi người lối đi riêng. Em ơi. Đang ngủ. Anh nhìn nè. Con ngủ ngon, ngủ xinh dễ sợ. Con giống anh. Giống em thì có. Giống anh. Thôi, mình ra ngoài để cho con ngủ đi em. Uống trà đi anh, trà hoa Atiso đó anh. Em nè. Dạ. Có hoa cúc không em? Dạ em có cho một chút hoa cúc khô vô đó anh. Thơm lắm. Anh thích mùi hoa ngọt ngào. Ừ. Như mật ong của hoa cúc khô. Làm anh nhớ đến Đà Lạt lắm. Hay là mình đi Đà Lạt nghỉ đi em. Ừ. Lâu rồi nhà mình đâu có đi chơi. Dạ, hay đó anh. Đợi em qua đợt tổng kết này rồi mình đi nha. Ừ. Ai gọi điện vào giờ này kìa? Là Hồng Loan gọi em à? Không sao đâu em à.
Anh đã hứa là sẽ không bao giờ làm cho em và con tổn thương thêm một lần nữa. Thôi kệ cô ta đi, mình đừng có bận tâm nữa nghe em. Dạ. Thôi, em uống trà đi. Dạ. Trà ngon quá em à. Dạ. Em uống đi. Tài sản chia đôi, con tôi nuôi, cô ký ngay đi, mai tôi lấy. Chiều nay anh tới công ty rước em nghe. Dạ. Bye bye anh. Bye. Mừng là em đã bình an. Thôi mình vô làm nha. Ừ. Diệu Linh. Ừ. Bạn đến rồi đó hả? Mà chuyện của bạn sao rồi? Chuyện gia đình mình ổn rồi. Không hiểu sao cô ấy không gửi những bức ảnh đó nữa. Nhưng thôi, mọi chuyện cũng ổn rồi. Vậy hả? Bạn sao vậy? Có chuyện gì nhìn bạn mệt mỏi và buồn vậy? Anh Tú hiểu lầm mình với anh Tùng nên đòi ly dị. Trời đất, có chuyện đó sao? Ừ, tối hôm trước mình phải làm việc ngoài giờ, mệt quá nên ngủ gục. Anh Tùng khoác cho mình cái áo lạnh. Con nhỏ Thu Hương quay lén được cảnh đó nên đã gửi lên mạng, rồi gửi luôn cả cho anh Tú nữa. Đứng lên đi Linh, đi theo mình. Phải cho con nhỏ đó một trận để chừa thói xấu đó đi. Thôi đi, bây giờ mình làm mọi chuyện ầm lên cũng đâu có giải quyết được vấn đề gì. Mất công mọi người lại đàm tiếu thêm nữa.
mình cũng đâu làm gì được con nhỏ đó. Bộ anh Tú làm căng lắm hả? Ừ. Chào hai cô. Chào anh. Xin lỗi lần qua, tôi có thể nói chuyện riêng với Linh một chút được không? Dạ không sao, anh cứ tự nhiên, anh ngồi đi. Anh ngồi đi. Lần qua cứ ngồi đi. Diệu Linh, anh mời em vào phòng của anh được chứ? Bạn đi đi. Anh Tùng, anh có chuyện gì muốn nói với em sao? Chuyện những bức ảnh tối hôm trước đã làm ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình em đúng không? Anh đã biết được những gì? Sáng nay anh tình cờ nghe Thu Hương kể với mọi người rằng chồng Linh đã có được những bức ảnh đó và đòi ly dị. Chuyện như vậy đúng không? Anh phải làm gì đây? Là cô ta đã đưa cho chồng em. Anh đừng có tự trách mình nữa. Khi người ta đã cố tình hại nhau thì chuyện không có họ cũng sẽ làm cho có. Chuyện này cũng khó cho chồng em, nhưng em tin khi anh ấy bớt giận, anh ấy cũng sẽ hiểu ra thôi. Đó cũng chỉ là cảm xúc thoáng qua mà thôi. Tất cả chỉ có vậy. Dạ chào anh. Chào. Dạ chào phó giám đốc. Chào phó giám đốc ạ. Chào em. Sáng giờ có ai gọi điện gặp anh không? Dạ không. Cảm ơn em. Dạ. Cô Kiều, hợp đồng với công ty Đại Phát triển khai đến đâu rồi? Dạ, họ đang triển khai theo đúng như kế hoạch của mình. Có thể là cuối tuần này sẽ xong. Giám đốc đến chưa cô? Dạ, chưa thấy chị đến. Vậy hả? Em kiểm tra. Dạ, cái này chị đem coi lại. Em của anh không giận anh nữa phải không? Những gì anh nhắn là thật chứ? Thật chứ sao không? Em mà không chuẩn bị đám cưới từ bây giờ là không kịp đâu đó. Cuối tháng này anh xin được cưới em nha. Nhưng nghe nói trước,
Nếu anh không ly dị cô ta và kết hôn chính thức với em thì không có đám cưới nào đâu. Cưng à, chậm nhất là 2 tuần nữa anh sẽ hoàn tất thủ tục ly dị với cô ta. Em lo chuẩn bị lấy chồng đi là vừa. Em yêu của anh. Em đang đi gặp đối tác ở Phan Thiết. Tối nay anh ghé nhà em nha. Có gì mình bàn sau ha. Bây giờ thì chưa được đâu em. Anh còn phải làm chút việc nữa. Anh ghé em sau nghe cưng. Ok, bye anh. Xin lỗi anh. Chúng ta bàn tiếp ha. Không có gì đâu em. Anh thành thật xin lỗi em về chuyện những bức hình. Dạ, không có gì đâu anh. Nếu không có gì, em xin phép về làm gì. Alo, em nghe đây anh. Dạ, dạ em về liền đây. Chị Bình ơi, nhà em có việc gấp, chị cho em ra ngoài một tiếng nha. Ừ, em đi đi rồi về sớm đó. Công việc nhiều lắm đó. Sắp tới đây á, họp đại hội cổ đông rồi. Không hoàn thành kịp báo cáo tài chính á, thì chết cả phòng. Dạ em biết rồi à. Em cảm ơn chị, em sẽ về sớm. Ừ. Chị à, em không ngờ chị Diệu Linh lại như vậy. Chị ấy đã có chồng, mà chị cũng biết em thích anh Tùng nữa. Vậy mà biết thật hư như thế nào đâu mà em nói như vậy. Nhưng mà sự thật nó rành rành như vậy rồi còn gì nữa. Mày nhiều chuyện quá à. Đi về chỗ làm việc đi. Sao con lăn qua uống trà gì lâu vậy? Con đi làm cái gì? Đến công ty của thằng đó phải không? Hả? Hả? Trời, đúng không ngờ. Thôi rồi, kiểu này là tiêu hết vàng chén dĩa rồi. Không biết là có chuyện gì đang xảy ra nữa đây. Để đi cài đúng cái gia đình này. Bây giờ trời ơi, tội nghiệp cô lên quá. Cô nói đi. Cô quan lắm hả? Cô nói đi chứ. Trời ơi, làm gì mà bạo lực dữ vậy trời. Có chuyện gì trời vậy? Trời ơi, thì hai vợ chồng cô Linh gây lộn chứ gì. Ủa vậy hả? Đúng rồi. Vậy hả? Ừ. Em không có làm gì hết. Anh đừng có nghi ngờ. Mà tội nghiệp em mà. Cô nói cái gì? Hả? Sao? Cô nói đi. Cô làm gì với thằng đó trong phòng? Hả? Tôi ghét cái đứa đàn ông mà to xác lại đánh vợ. Em đã nói rồi, em không có ngoại tình gì hết. Biết người ta đánh vợ vì lý do gì? Bây giờ dù có cái gì đi chăng nữa cũng không được đánh vợ như vậy. Bà biết cái gì mà nói? Em không có làm gì hết. Hả? Cô còn nguyện miệng nữa hả? Nói đi. Nói đi. Đồ con đàn bà hư đốn. Đó thấy chưa? Ai biểu đi ngoại tình làm chi? Cho chồng nó đánh. Chị mới về xóm trọ này á, chị không biết. Chứ tôi ở đây là 6-7 năm rồi. Tôi không tin cô ấy ngoại tình đâu. Quan ức thì còn lắm hay sao mà nhìn? Hả? Cô nói đi. Nói. Em đã nói rồi, đó chỉ là hiểu lầm thôi mà anh. Con bé ở trong công ty nó ghét em nên nó cố tình hại em. Từ trước tới giờ em chỉ có anh thôi, anh phải tin em chứ. Không có gì nữa. Cô ký vô. Ký không? Ký. Không, em không ký. Đây chỉ là sự hiểu lầm. Vợ chồng mình tình nghĩa 10 năm trời, không thể vì sự hiểu lầm này mà em có thể hồ đồ ký vào đơn ly hôn được. Anh phải nghĩ cho con nữa chứ anh. Đừng có nhiều lời mà nói đâu. Cô ký không? Sao Tuấn Tú nhìn trí thức như vậy á, mà sao cứ đánh vợ? Anh làm cái gì vậy? Chẳng khác nào ông Thành xe ôm. Tôi ghét cái loại đàn ông như vậy quá. Cô ký không? Ký không? Alo. Tối từ giờ mà cô không ký, đừng có trách tôi.
Thôi mình về đi chị. Thôi thôi mình đi đi đi. Dạ chào giám đốc. Tôi ra ngoài có chút việc. Nếu ai kiếm tôi á, kêu họ để lại là nhắn. Dạ. Chào anh. Lên xe đi. Có chuyện muốn nói với em. Giờ này anh còn uống rượu nữa hả? Ủa, có chuyện gì vậy em? Ui, hôm nay em đẹp quá, cứ như là người mẫu á. Em định đi đâu hả? Em định đi thuê đồ cưới, với lại mình chọn nhẫn cưới luôn chứ. Không lo bây giờ là không kịp đâu đó. Ồ, tuân lệnh vợ yêu. Xong rồi em yêu ơi, mình đi nghe. Đi em. Anh ta hồ đồ như vậy sao? Anh xin lỗi em, anh không thể cầm lòng được khi thấy em đã buồn như vậy. Em là người con gái, vừa làm anh kính phục lại vừa yêu thương. Anh đừng nói gì nữa, xin hãy giữ những điều đó trong lòng đi. Chị Linh biết không, mỗi lần ngắm sông Sài Gòn, tôi lại nhớ đến dòng sông Sen bên Pháp. Dòng sông đã gắn với tôi rất nhiều kỷ niệm. Ở bên Pháp, tôi có đầy đủ mọi điều kiện để làm việc, nhưng tôi vẫn muốn về Việt Nam, vì đây mới là quê hương của tôi. Chỉ tiếc là cuộc sống, con người ở đây không như tôi nghĩ. Thank you.
Anh uống chút nước đi, chút giờ trong em tắm cho mát. Hồng Loan này, em đừng làm như vậy nữa. Không giải quyết được chuyện gì đâu em. Anh, em đừng làm như vậy. Anh không muốn tiếp tục làm em khổ nữa. Em không khổ. Em tình nguyện yêu anh mà. Em chỉ cần anh đến với em một hai lần một tuần là đủ rồi. Nhưng anh đã hứa với vợ anh, anh sẽ không bao giờ lừa dối cô ấy nữa. Loan nè, đời em còn dài, em còn tương lai ở phía trước. Em đừng lãng phí nó vì một người đàn ông đã có vợ nghe. Anh không xứng đáng với tình cảm đó của em đâu. Anh xứng đáng mà. Em chưa bao giờ gặp được một người đàn ông nào yêu thương và dịu dàng với em như anh. Em cho anh xin lỗi em. Quên anh đi. Giờ hãy tìm cho mình một người đàn ông tốt. Anh đừng đi. Anh đừng đi. Anh đừng bỏ em mà. Em yêu anh lắm. Anh xin lỗi em. Bây giờ á, mình đi đâu ha? Hay tụi mình đi shopping đi? Hay cậu đi spa không? Thôi để lúc khác đi. Mình tính nhờ ông bà nội Tuấn Hùng sang nhà hòa giải giúp. Chứ kiểu này thì... Thôi, bạn về đi. Anh Thịnh Hưng đang chờ bạn đó. Ừ, khi nào bạn cảm thấy buồn, muốn tâm sự thì ghé nhà mình nha. Mình không sao đâu. Thôi, bạn về đi. Bye bye nha. Trời ơi, chị đẹp quá. Anh ơi, cái này đẹp không anh? Đẹp, đẹp lắm. Giờ anh mặc cái nào mà chẳng đẹp. Ừ, quá đẹp. Cảm ơn anh. Nếu không thích, anh có thể đi về. Sẽ chẳng có đám cưới nào đâu. Tôi không hề ép anh phải cưới tôi. Kỳ em. Anh xin lỗi vợ yêu mà. Tại vì tối qua anh mất ngủ, đi với em từ chiều đến giờ nên hơi mệt thôi. Bây giờ để anh ngắm vợ yêu chút coi. Em đẹp lắm. Thật chứ anh? Thiệt chứ. Anh ơi. Dạ. Tôi chọn cái này. Dạ ok. À, mình đi chọn vest nha. Không có cái thứ con dâu hư hỏng như cô. Cô đã làm nhà tôi mang nhục.
vì có đứa con dâu trưởng mà ngoại tình. Ngay từ ngày Tuấn Tú nó đưa cô về giới thiệu á, là tôi đã không ưa rồi. Nhìn là thấy cô là người không chính chuyên, lại khắc chồng. Nó có lấy cô á thì cũng không bao giờ thành công hay giàu có được. Thằng Tú nhà tôi á lấy ai mà chẳng được, lại đi lấy cô nên mới bị mọc sừng. Má, sao má nở lòng nào nói với con những lời như vậy hả má? Không cần phải nói nhiều nữa. Mai gọi ba má nó tới, trả nó lại cho ba má nó dạy dỗ. Nhà mình không có thứ con dâu hư hỏng như vậy. Thôi mình về. Ừ. Ba, ba, má, má, má nghe con nói đã má. Từ nay cô đừng sang nhà tôi nữa, cũng đừng gọi chúng tôi là ba má nữa. Chúng tôi không có đứa con dâu như cô. Má, má cho con đón Tuấn Hùng về đi má. Nó là cháu đích tôn của nhà này, cô đừng hòng động đến cháu tôi. Thứ mẹ như cô không xứng đáng nuôi nó. Má, nhưng Tuấn Hùng là con của con không thể sống thiếu nó được má. Không, tôi không cho nó về. Má, má cho con đón Tuấn Hùng về đi má. Tuấn Hùng nó không muốn về với người mẹ như cô. Mình hiểu mà. Ừ, mình biết rồi. Bạn cứ bình tĩnh. Mình nghĩ mọi chuyện không đến nỗi tệ như bạn nghĩ đâu. Hay là để mình sang nhà bạn ngủ với bạn nha. Mình không sao đâu, mình mệt rồi. Mai gặp sau nha. Ừ, thôi chào bạn nha. Ừ. Em nói chuyện với ai vậy? Dạ với Diệu Linh anh à. Cô ấy có chuyện gì sao? Anh Tú nghi ngờ nó ngoại tình nên đòi ly dị. Nó nhờ ba má chồng can thiệp hòa giải thì bị ông bà nhục mạ. Tội nghiệp Diệu Linh ghê vậy đó. Có chuyện đó sao? Anh không tin là Diệu Linh ngoại tình đâu. Người có khả năng này á phải là chồng của cô ấy mới đúng. Anh nói vậy là sao? À, là anh nghĩ như vậy mà. Anh biết được chuyện gì, anh giấu em phải không? Nói thật đi, nếu không tối nay anh sẽ ngủ ngoài thư phòng đó. Anh biết được những gì, nói cho em nghe đi. Thôi, anh không muốn ngủ một mình đâu. Để anh nói mà. Chuyện là như vậy. Chuyện là vậy đó. Sorry em nha. Anh chết với em. Thì ra anh giấu em đủ chuyện. Anh xin lỗi mà. Chuyện này á, đừng có nhắc nữa nghe em. Anh à. Vậy bây giờ phải tính sao bây giờ hả anh? Theo anh, chuyện này có nên nói cho Diệu Linh biết không? Theo anh á, thì không nên nói dội. Lúc này mà nói ra thì chẳng giải quyết được gì. Thứ nhất là không có chứng cứ rõ ràng. Thứ hai á là chẳng khác gì mình đổ dầu vào lửa. Đúng không em? Dạ. Nếu vậy thì em không nói dội. Thôi, bỏ chuyện nói qua bên đi. Bây giờ bàn về chuyện vợ chồng mình nè. Còn nó xuống kìa anh. À, em dám chọc anh đó hả? Chọc nè, chọc nè, chọc nè. Em nè, mình sẽ sinh thêm một em bé nữa nha. Em đừng có để má gây áp lực biểu sinh con trai. Trời đổ áp lực lên đầu anh à nghe. Anh ngợp lắm á. Biết đâu anh chỉ có khả năng sinh con gái thôi thì sao?
Em tưởng anh sẽ nói cô ấy chỉ biết sanh con gái thôi sao? Làm gì có. Anh biết chuyện trai hay gái là do anh mà. An tâm đi em, thế nào anh cũng cho em một cậu con trai mà. Nè chị, em làm xong rồi, chị coi lại giùm em. Được rồi đó, em mang sang cho giám đốc liền đi. Dạ, em còn cái báo cáo vật tư cần làm gấp, chị mang sang giúp em đi. Em làm báo cáo này, số liệu em nắm, giám đốc hỏi, làm sao chị trả lời được? Dạ em... Bạn đi đi, ai hiểu thế nào không quan trọng. Mình không làm gì thiếu trong sáng là được rồi. Ừ. Thư à. Dạ. Em mang bản báo cáo này á, đem lên á, chi cục thuế cho chị. Chị ơi, em còn nhiều việc phải làm lắm. Vậy ai đi đây? Để em đi cho. Em cũng đang có việc ở gần đó. Vậy em đem giúp chị nha. Đây là tiền của công ty Toàn Thắng gửi đưa cậu. Cậu tài thiệt đó. Đây là phần của anh. Cảm ơn cậu. Với cái đà này chẳng mấy chốc anh em mình sẽ giàu to. Còn cái chuyện tôi giao anh hôm trước á, anh làm tới đâu rồi? Anh đã gọi điện cho họ rồi. Sắp tới anh sẽ gặp họ. Hy vọng mọi việc sẽ như ý cậu. Họ đang cần mình mà. Ừ. Thôi được rồi, anh về đi. Ừ. Mời vào. Dạ anh coi giùm em bản báo cáo của em làm. Cảm ơn Linh. Ngồi đi. Dạ. Ảnh của con trai anh đó. Cháu nhìn thiệt là giống anh đó. Phải, anh cũng rất tự hào vì điều đó. Đứng lại, anh, đứng lại. À, anh về đi. Tôi đập vô mặt nó mới được. Không được vào. Tôi phải cho anh nó nghe lời tôi. Anh đứng lại. Buông ra. Dạ thưa giám đốc, có người đàn ông đang náo loạn ngoài kia. Ông ta cần gặp giám đốc ạ. Chắc là chồng em. Em xin phép ra ngoài con chút nha. Tôi muốn vô cổng đậm cho mặt nó. Anh buông ra đi. Buông ra. Anh làm gì đây vậy? Đi về. Con đàn bà lăng loạn. Đi về. Em không về. Dạ không. Em không có về. Không về hả? Hả? Anh làm cái gì vậy? Con này. Dừng tay lại. Buông ra. Mấy người làm gì vậy? Tôi dạy vậy tôi mà. Đứng lại đi. Buông ra. Ra ngoài ngay. Em xin anh đi. Anh đừng có gây chuyện ở công ty nữa. Em sẽ theo anh về. Mấy người coi đi. Nó dụ dỗ vợ tôi đó. Coi đi. Còn mày, mày nhớ đó. Chưa xong với tao đâu. Đi về. Đi về. Đi. Đi. Thank you.
Dung à, Dung, Dung, Dung. Nhớ con quá. Về với má đi Uy. Anh Thuận cười nha. Chị Uyên coi nè. Cũng đẹp trai đó chứ. Không những đẹp trai mà còn chèo thuyền rất là giỏi nữa. Anh Thuận chèo thuyền sao giống dân miệt vườn sông nước thứ thiệt quá à. Thì anh là dân dùng sông nước thứ thiệt mà. Không tin hả? Em hỏi chị Uyên coi. Đúng không đó chị Uyên? Chị đâu có biết đâu. Cũng chỉ nghe anh nói vậy thôi. Chứ chị làm sao biết được. Vậy là chị chưa bao giờ về quê anh Thuận chơi hết à? Thì đâu có ai mời đâu mà chị về. Anh Thuận nghe rõ rồi đó nha. Anh đã nói với chị Uyên á, là mong một lần nào đó anh được đưa chị Uyên chèo thuyền trên dòng sông với anh. Nha, vậy mà chị nói là anh Thuận chưa bao giờ mời chị hết á. Sao đợt này á, chị phải về quê anh Thuận chơi đi nha. Nè, nhớ chụp nhiều hình mang về cho em coi nữa. Anh Thuận, chụp cho tụi em một tấm hình đi. Rồi, cười lên nha. 1, 2, 3. Em coi nè. Dạ. Đẹp quá chị ha. Ê Thuận ơi, mình đưa xuồng lên bờ kia đi. Ở trên đó có nhiều cảnh đẹp lắm á. Anh Thuận ơi. Sao em? Em đố anh nha. Anh đoán thử coi tuổi cây dừa này là bao nhiêu. Anh cũng không biết nữa. Em nói nha, tuổi cây dừa này á là bằng tuổi ba anh em mình cộng lại lận đó. Trời, dữ vậy hả? Ừ. Anh chụp cho em với chị Quyên một tấm hình đi. Để anh. Hai, ba. Rồi. Anh Thuận vô đứng kế chị Uyên đi. Để em chụp hình cho. 1, 2, 3. Em làm cái gì vậy hả? Tôi giúp anh thu dọn đồ đạc. Để anh đi chỗ lẹ đó. Em đừng có làm như vậy. Chúng ta vẫn là vợ chồng của nhau mà. Cho dù tòa án chưa giải quyết ly hôn, nhưng tình cảm với tôi và anh đã chết rồi. Khi nào tòa chưa giải quyết á, thì anh với em vẫn là vợ chồng. Căn nhà này vẫn là căn nhà của má vợ anh. Anh có quyền ở chứ. Căn nhà bên kia cũng vậy. Nhưng đó là tài sản của má tôi cho tôi. Tôi có quyền đuổi anh. Đợi khi nào tòa án quyết định á, rồi em hãy nói như vậy nha. Còn bây giờ anh đi ngủ đây.
Tiện tay dọn đống đồ giùm nha. Anh đứng lại coi. Đứng lại. Anh là cái đồ khốn nạn, đồ bỉ ổi. Khốn nạn. Chào anh. Chào cô. Em vừa từ bên ngoài về, nghe mọi người kể lại chuyện Diệu Linh. Em không ngờ chồng cô ấy là như vậy. Tôi cũng rất bất ngờ. Mà Diệu Linh với Lan Hoa chơi với nhau lâu chưa vậy? Em và Linh là bạn thân từ cấp 3. Chuyện sáng nay tôi rất ân hận. Nhưng lỗi đâu phải do anh. Đôi khi chỉ một vài phút giây không kiềm chế cảm xúc mà gây ra hậu quả nghiêm trọng như vậy đây. Tôi thật có lỗi với Diệu Linh. Cô ấy là một người đứng đắn và trong sáng nhất mà tôi từng biết. Tôi rất trân trọng cô ấy. Cái đó thì em biết. Chẳng qua là có người cố tình làm hại Diệu Linh nên mới tung tin, rồi chụp hình, gửi đến chồng cô ta. Chỉ có điều em không ngờ anh Tú lại hành xử một cách lỗ mãn và thiếu văn hóa như vậy. Tôi rất lo cho Diệu Linh. Theo cảm nhận của tôi, chồng cô ấy là một người đàn ông rất vũ phu. Tôi sợ anh ấy sẽ hành hạ Diệu Linh. Anh chưa hiểu hết về Diệu Linh đâu. Cô ấy rất mạnh mẽ và tự chủ. Nhưng dẫu sao tôi cũng rất lo cho cô ấy. Các chị ơi, chị Bình, chị Lan Hoa. Chuyện gì nữa đây? Lại một vụ scandal nữa phải không? Không phải. Con nhỏ Thu Hương vừa mới bị chuyển công tác xuống chi nhánh rồi. Cho đáng đời, con nhỏ xấu tính xấu nết. Xuống chi nhánh á, xem như bị đài rồi. Chị Hoa biết không, con nhỏ đó đang khóc mếu máo thu xếp đồ đạc để chuyển xuống chi nhánh. Kể ra giám đốc của mình cũng mạnh tay quá ha chị. Em hay quá ha, đến lượt em nhiều chuyện rồi đó. Chị à, em xin phép về trước. Em muốn ghé qua nhà Diệu Linh xem cô ấy ra sao. Chị, cho em đi chung với. Thôi, một mình Lan Hoa đi được rồi. Em lo ở lại làm việc đi. Em đi nha chị. Sao, anh ấy có nhà không? Bạn ngồi chơi, để mình dọn dẹp đã. Thôi kệ đi, qua đây ngồi với mình nè. Mọi chuyện tệ đến mức này hả? Tại sao anh Tú có thể hành động lỗ mãn như vậy? Mình cũng không thể hiểu được. Sao anh Tú lại có thể đối xử với mình như vậy? Anh ấy đã thay đổi hoàn toàn. Anh ấy trở nên cay độc và hung hãn vô cùng. Thật không thể hiểu được. Vậy bây giờ bạn tính sao? Mình không biết nữa. Dẫu sao mình cũng có lỗi khi để anh ấy hiểu lầm mình. Bây giờ mình chỉ biết chịu đựng và hy vọng tới một lúc nào đó anh ấy sẽ hiểu cho mình. Trời đất, đâu thể nói như vậy được. Sức chịu đựng của con người là có hạn mà.
Bạn đâu thể để anh ta hành hạ mãi như vậy. Mình phải cố gắng, phải tận lực để con mình có cha có mẹ. Chứ bây giờ mình ly hôn thì nhẹ nhàng cho mình, nhưng con mình sẽ ra sao đây? Họ sẽ viện vào cái cớ mình ngoại tình mà cướp thằng bé khỏi tay mình. Mình không thể mất con mình được. Anh Tùng rất lo lắng cho bạn. Anh ấy nói xin lỗi bạn. Nhờ bạn chuyển cho giám đốc giùm mình. Đâu xin nghỉ việc? Tại sao bạn lại xin nghỉ việc? Mình không muốn anh Tú đến công ty quậy một lần nữa đâu. Như vậy mình xấu hổ lắm. Bạn khờ lắm. Làm vậy cũng chẳng giải quyết được gì đâu. Mà chắc gì anh Tùng đã cho bạn nghỉ việc. Thôi, bạn cứ gửi giúp giùm mình. Mình phải ghé phòng mạch tư của bà bác sĩ khoa sản, bạn của mẹ chồng mình. Anh Hưng muốn có thêm một bé nữa. Mình đi đây, bạn giữ gìn sức khỏe nha. Thôi được rồi, không cần phải tiễn đâu. Bạn về nha. Em ơi, sao lâu quá vậy? Em xuống liền đây. Mời anh. Mời em. Em ăn đi. À, anh nè. Liệu em đặt ngày cưới vào thứ bảy cuối tháng này có gì trục trặc không anh? Em cứ đặt đi, không có vấn đề gì đâu. Lỡ như lúc đó vẫn chưa giải quyết xong dù ly dị của anh, lỡ cô ta không chịu ký thì sao? Cô ta dám vậy sao? Anh đảm bảo với em, chắc chắn là cô ta phải chấp nhận thỏa thuận ly hôn mà anh đã đưa ra thôi. Vậy còn bà má anh thì sao? Có gì mà phải tính hay em? Đôi cô con dâu vừa giàu vừa giỏi như em, ai mà chẳng ham. Thiệt sao anh? Tất nhiên rồi, ba má anh sẽ rất vui khi anh lấy được em. Em ơi, ngày mai á, em đổi món khác đi nghe. Ăn món này hoài anh quải quá. Nếu mà anh muốn lấy em thì anh phải học ăn những món này. Còn nếu không á, anh cứ về nhà ăn những món rau muống luộc, trứng chiên của vợ anh đi. Em không có cản. Tôi không thể nói trước điều gì. Dì cần phải làm một vài xét nghiệm. Ngày mai dì trở lại đây, tôi sẽ trả lời cho chị.
Có chuyện gì vậy em? À, không có gì đâu anh. Em đừng có giấu anh, đừng có lo lắng quá. Em đừng tạo áp lực cho mình. Ngày mai anh đi với em nha. Em có lo gì đâu anh. Ngày mai em tự đi được mà. Mình vô ngủ đi anh. Chào chị. Lăng Hoa. Diệu Linh. Bạn nhớ gửi đơn ngay cho mình nha. Ừ. Mình đi đây. Bạn đi đâu vậy? Mình tính đi xem Tuấn Hùng thế nào. Mình nhớ nó quá. Bạn đợi mình chút. Gì vậy? Bạn cầm hộp kem này để phủ lên vết thâm đi. Bạn muốn Tuấn Hùng nhìn thấy bạn với bộ dạng như vậy sao? Má, má. Tuấn Hùng. Má, má. Má. Con khỏe không? Má nhớ má không? Má nhớ con quá. Con có khỏe không? Có nhớ má không? Dạ con khỏe, con nhớ má lắm. Nhưng ba và ông bà nội không cho con chơi với má. Tội nghiệp con má. Chiều nay má đến đón con nha. Có được không má? Được chứ con. Dạ. Ủa, mà ba đâu? Sao ba không đưa con đi học vậy? Dạ, ba không có về nhà. Con không gặp ba. Ở nhà, ba có thuê một chú lái xe ôm để chở con đi học hàng ngày. Chú đó chạy xe ghê lắm má ơi. Má hiểu rồi. Thôi, bây giờ con về lớp học đi. Chiều má đến rước con nha. Dạ cho má con đi học. Má giữ nó giùm con nha. Bà ơi. Ơi. Có điện thoại ai kêu kìa. Ờ. Alo, tôi nghe. Đây có phải là nhà cô Hoàng Uyên không? Đúng rồi, cậu là ai? Dạ, con là đồng nghiệp của Uyên. Con đang cần gấp một số dữ liệu mà Uyên đang giữ, nhưng không có cách nào liên hệ được với cô ấy. Con Uyên nhà tôi nó không dùng di động nữa, nó đang ở Cái Nôm. Dạ, vậy có cách nào liên hệ được với cô ấy không bác? Ừ, để tôi cho cậu số máy của dì Năm nó, cậu gọi thử xem. Dạ, vậy thì hay quá, bác đọc giùm con. Cậu ghi nha. Dạ. 075 381 11312. Ai gọi vậy bà? Đồng nghiệp của con Uyên. Hỏi mấy cái số liệu gì gì đó. Người gì bất lịch sự. Số điện thoại anh cần nè. Ừ. Tính tiền luôn đi em. Dạ của anh 20.000 ạ. Cứ cầm luôn đi, khỏi thôi. Dạ cảm ơn anh. Alo, chị cho tôi địa chỉ nhà của số điện thoại 075 8211 312. Anh hẹn em ra đây có chuyện gì không vậy? Anh nhận được đơn xin nghỉ việc của em. Anh hiểu được lý do nên anh không chấp nhận. Dạ em mời chị. Cảm ơn. Lên uống đi. Em nghỉ việc là chỉ để dành thời gian chăm sóc gia đình nhiều hơn. Mong là anh Tùng sẽ hiểu cho em. Anh xin Linh đừng bắt anh phải áy náy và hối hận vì những việc mà anh đã gây ra cho em.
Nếu là một người khác, có thể họ sẽ gục ngã. Nhưng anh tin em sẽ vượt qua. Em cứ nghĩ thế, cho đến khi nào em thực sự bình tâm và ổn định. Thôi, anh có việc phải đi trước. Em đi trước nha. Chào anh. Vô sinh có hai dạng chị à, vô sinh nguyên phát và vô sinh thứ phát. Vô sinh thứ phát thường xảy ra ở những người đã từng có con, nhưng do viêm nhiễm kéo dài, do tắc buồng trứng, dẫn tới việc khó hoặc không có khả năng có con trở lại. Trong trường hợp của chị, đúng ra sau một năm, hai vợ chồng không kiên cử gì, không đậu thai thì phải đi khám liền. Chứ để lâu như vậy thì việc điều trị sẽ khó khăn hơn. Vậy em có hy vọng gì không bác sĩ? Có nhiều trường hợp vô sinh thứ phát được điều trị thành công, nhưng chị phải lạc quan và kiên nhẫn thì việc điều trị mới có kết quả được. Bây giờ tôi cho chị đơn thuốc, 2 tuần sau chị lại tới khám ha. Dạ. Mời bệnh nhân Hồng Loan. Em hả? Khám xong chưa? Ừ, em cứ ở đó đi. 15 phút nữa anh tới đón. Anh sẽ tới đón em nha. Con nghe nè má. Sao em nói sao? Cái gì? Tới trường đón mà không thấy Tuấn Hùng đâu hả? Má bình tĩnh đi, con về liền. Ăn đi con. Dạ, cảm ơn má. Má ăn đi má. Ừ, má ăn chứ. Nè con trai, má nấu đồ ăn có ngon không? Má nấu đồ ăn là ngon nhất. Tôi đã cấm con không được gặp con rồi mà. Một lần nữa đừng có trách tôi. Còn con nữa, đi về. Má. Đi, nhanh lên. Dạ. Anh thôi ngay đi, nó cũng là con tôi chứ bộ. Đừng vì chuyện người lớn mà ảnh hưởng tới con trẻ đó. Má. Anh buông tay con ra, để con ăn cơm xong rồi tôi chở con qua bên đó. Không được, để nó ở với con, cho nó hư người hả? Anh thiệt là. Đi về. Má ơi má. Đi. Dạ. Anh buông con ra. Đi. Anh buông tay má con ơi. Ra. Tôi không buông. Dạ. Buông ra. À. Không? Anh buông con ra. Đi về. Dạ. Đi. Má ơi, con đau. Dạ. Thôi, con về với ba đi. Má sẽ qua thăm con sau nha. Không, con không muốn về. Con muốn lại với má. Con về không? Con không muốn về hả? Con ơi, Tuấn Hùng. Má ơi. Anh là đồ tồi. Tại sao anh lại đối xử với con tôi như vậy? Anh có ngon thì anh đánh tôi nè. Có người cha nào như anh không? Đồ tồi. Má xin lỗi con trai. Má đã kéo con vào những rắc rối đau khổ của người lớn. Nhìn con như vậy, má đau lòng lắm. Con à,
mới có thể chịu đựng được tất cả những gì ba con đã làm với má. Nhưng làm tổn thương tới con thì má sẽ không bao giờ tha thứ đâu. Má xin lỗi đã làm tay con đau. Má phải buông tay con ra, con trai à. Anh có chuyện gì buồn hả? Sao giờ này còn chưa ngủ? Anh không sao đâu. Anh ra ngoài cho thoáng một chút thôi. Anh nói dối. Anh đang có chuyện gì khó xử phải không? Lại chuyện Diệu Linh chứ gì? Đâu có. Mọi chuyện vẫn như em dự tính mà. Có thiệt không đó? Anh mà nói xạo thì đừng trách em nha. Khổ quá. Anh có bao giờ nói dối em đâu. Thôi, em buồn ngủ rồi. Mình vô nhà đi. Con ra xe trước, chào ba nghe. Dạ. Ừ. Sao giờ này em còn đứng đây? Em chưa đi làm sao? Dạ, em đi ngay đây. Em đi ngay. Anh, em linh cảm em không thể. Em xin lỗi. Anh hiểu. Bác sĩ nói là khó, chứ đâu có nói là không thể đâu em. Chúng mình sẽ cùng chạy chữa. Anh tin, nếu mình nỗ lực và kiên trì thì mình sẽ có kết quả tốt. Nhưng nếu lỡ em không thể thì sao? Chết, quá 10 ngày rồi. Tôi nghe đây, cô nói đi. Được rồi, tôi sẽ đến. Ai gọi cho anh vậy? Diệu Linh gọi. Cô ta nói gì? Cô đồng ý ly dị rồi. Anh có vẻ không vui ha. Sao vậy? Tiếc lắm hả? Làm gì có chuyện đó cưng. Chẳng qua là anh thắc mắc tại sao cổ lại đồng ý nhanh như vậy thôi. Đúng vậy chứ. Đúng. Em hay nghi ngờ quá. Mà lúc này em nghĩ cái gì vậy? Anh thấy em có vẻ thẫn thờ đó. Không có gì hết. Bây giờ em thay đồ, lát mình đi ăn sáng. Hôm nay mình phải chọn nhẫn cưới nữa đó. Ok. Thư, em làm lại cho chị tờ báo cáo này. Dạ. Ủa, mình tưởng bạn xin nghỉ phép rồi chứ. Mình cũng tính nghỉ, nhưng nghĩ lại cần phải đi làm thôi.
Mình ra ngoài uống nước đi. Có chuyện gì mà bạn đi làm sớm vậy? Sao không nghỉ ngơi thêm một thời gian? Mình đã quyết định ly hôn, nên trong lúc này mình không thể mất việc được. Sẽ rất bất lợi trong vấn đề nuôi con. Bạn nói thật chứ? Đã suy nghĩ kỹ chưa? Rồi. Mình đã suy nghĩ cả đêm qua rồi mới quyết định. Tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì vậy? Hôm qua anh ấy đến đón thằng bé về, nhưng nó muốn ở lại với mình, nên anh ấy đã đánh thằng bé. Trời đất, tại sao lại đánh con nít? Bộ anh ấy điên hả? Anh ấy như ăn phải bùa ngải, tính nết thay đổi hoàn toàn, đối xử với vợ con như kẻ thù, độc ác, tàn nhẫn. Mình đã cố gắng chịu đựng, nhưng con mình nó bị tổn thương thì mình không thể nào chịu được. Con mình có lỗi gì đâu mà anh ấy lại đánh nó. Linh à, có khi nào anh Tú kiếm cớ ly dị vì anh ấy đã có ai đó không? Nếu quả thật như vậy thì mình phải ly dị thôi. Bạn biết mình không bao giờ tha thứ cho sự dối trá. Được bọc bằng vỏ bọc đạo đức, anh ấy có thể phạm sai lầm, có thể thiếu thủy chung, nhưng không thể dối trá mình được. Linh à, mình muốn nói... Bạn biết điều gì hả? Anh Hưng có lần thấy anh Tú và Phương Trinh đi ăn chung với nhau. Nhìn họ khá thân mật. Anh Hưng chỉ biết vậy, nhưng anh ấy cho rằng hai người có mối quan hệ đặc biệt. Mối quan hệ đặc biệt à? Cũng có thể lắm chứ. Uyên cười cái gì vậy? Ê, nhìn Thuận như vậy mà cũng đẹp trai quá ha. Uyên đang cưa cẩm tán tỉnh Thuận đó hả? Thôi đi, Thuận đừng có mơ. Uyên không biết là tối nào Thuận cũng mơ thấy Uyên tỏ tình với Thuận sao? Trời ơi, đánh cho Thuận chừa cái tật nói tầm bậy tầm bạ không à. Nè nè, thì Thuận nói là mơ mà, chứ Thuận có nói Uyên như vậy đâu. Nè, tha cho Thuận lần này đó. Thuận đang nghĩ gì vậy? Uyên à, Thuận phải về thành phố rồi. Công việc của Thuận không cho phép Thuận ở đây thêm nữa. Uyên về cùng Thuận nha. Uyên à. Uyên, cuối cùng anh cũng tìm được em rồi. Tại sao anh có thể tìm được đến đây? Em đi đâu anh cũng có thể tìm được hết. Anh đã ly dị vợ rồi, hãy về với anh nha. Anh vẫn có thể nói với tôi những lời như vậy hả? Tôi ghê tởm anh. Uyên, Uyên, anh yêu em, anh không thể sống thiếu em được. Uyên à, anh bỏ tôi ra. Thuận ơi, Uyên à, nghe nói là Uyên. Thuận ơi, cứu Uyên với Thuận ơi. Uyên à, Thuận ơi, Thuận, Thuận. Uyên, buông tới ra. Anh làm cái trò gì vậy? Là cậu hả? Chuyện này không liên quan đến cậu. Tôi muốn nói chuyện riêng với lại Uyên một chút. Đây là người bạn thân thiết của tôi. Tôi hoàn toàn tin tưởng Thuận. Anh có chuyện gì muốn nói thì cứ nói đi. Sao hôm đó anh chưa có cơ hội để nói chuyện với em? Mong em cho anh một cơ hội để giải thích. Giữa tôi và anh không còn gì để nói nữa hết. Tôi đã quên hết mọi chuyện rồi. Em hận anh lắm đúng không? Tôi đã từng rất hận anh. Nhưng hận anh một thì tôi lại căm ghét mình gấp 10 lần. Đó là thời gian thật sự rất kinh khủng đối với tôi. Rồi tôi tự tập cho mình biết cách tha thứ cho bản thân, tự biết cách thừa nhận lỗi lầm của mình. Bây giờ tôi không còn giận anh, nhưng tôi chán ghét anh. Tôi mong rằng sẽ không bao giờ phải gặp anh nữa. Mình đi thôi.
Thank you.